Hôm nay sẽ quay đàn siêu đỏ. Sao khó vậy? Vừa xong nhỉ, xong vừa cứu xong đấy. Khỏe không? Tiêm vitamin K. Sao sao vậy? Nó cắn nhau. Đàn là đỏ mặt đen nhá. Càng sạch luôn. Thần kinh căng đét luôn ấy. Cái thẻ đỡ Huy nó cứng ấy. Cái vải này cứng. Ôi con này ăn cái gà. Vải cứng quá. Vải nó cứng, nó không bám được vào ấy. Con này nó ra ngoài nó tò mò ấy. Con này á, ai thích nuôi vàng sạch luôn à? Nhờ. Này nó màu đỏ, nó còn đỏ đậm ấy. Con vàng sạch luôn. Đỏ au luôn. Không biết là lên video mọi người thấy thế nào. Nó không đỏ như ở ngoài đâu. Ngoài nó đỏ nhiều. Là đàn này sủ rất là to. Đấy, thần kinh à. Go 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 go. Mặt nó đẹp. Ao. Chứ là mặt nó to nhỉ, nó rất là khôn chó. Bọn này phá quá. Ai ôi. Cắn anh luôn này. Sủa linh như tai luôn. Thì nó ngoài đỏ hơn rồi. Ngoài nó đỏ hơn rồi. Trong video. Không. Ờ video nó phải không nhạt quá. Nó không thấy được hết độ đậm của bọn này. Ai ôi. Đây hai khách đang lên mùa. Có con kia đẹp quá nhỉ. Đàn này đứa con mẹ nhà em nó 33 cân mà nên là thần kinh nó rất là to lắm, nhìn đầu sủ to. Rồi các cháu vừa tiêm cho ra đây để tiêm mũi 2 xong đấy ạ. Mấy nữa mà bố Lobo mới đẻ ra mình sướng. Sao hộ rưỡi của Lobo? Ôi dồi, trời sắp bão rồi, thôi bọn em cất đây ạ. Chào mọi người.